Rồi, ông được ơn gì của Chúa? Dạ, con chào cha và cộng đoàn lòng kính thánh Chúa. Con xin tạ ơn Chúa là con có một cơn bệnh ung thư bao tử cách 2/3. Dạ, nay con được ơn Chúa cứu hỏa mình, coi như là thương xót cứu độ chúng con, cho con được mạnh khỏe. Dạ. Ơn thứ hai. Vợ ơn thứ hai nữa là vợ con là ngày xưa kia là ngoại giáo, khi bị bệnh ung thư tử cung thì xong bệnh rồi thì vợ con nguyện tín thác vào Chúa và đến lòng thương xót Chúa, tin mời nơi giá điểm tin mừng này. Nay vợ con có đi là vợ con anh. Con tên là gì? Con tên là Anna Nguyễn Thị Lợm, con là Tăng Tòng. Con được ơn gì? Con được ơn gì chia sẻ cho mọi người? Dạ, con được ơn ung thư cổ tử cung năm 2014. Con đã bớt rồi, thì tới 2016 tới chồng con bị, thì con được một chị bạn giới thiệu tới giáo điểm tin mừng này. Thì khi chồng con được vô hai toa thuốc thì anh đi không nổi, thì con nhờ một chị bạn với con gì bên trên đây cho Chúa và cha nhờ các tổng đoàn đồng đặt tay để hôm nay ảnh khỏe mạnh. Thì hôm nay con lên đây con tạ ơn Chúa được hai ơn, và chào cảm ơn cha và cộng đoàn, và Chúa chữa lành cho hai vợ chồng con. Hôm nay con bao nhiêu tuổi, tên gì, ở đâu? Dạ, con Du Xe Vũ Tiên Cương, giáo sư chính tòa Long Thánh Xuân Lộc. Dạ, 54 tuổi. Là đạo gốc? Dạ, con là đạo gốc, vợ con là Tân Tòng. Con? Dạ, con Nguyễn Thị Lợm, Anna. Dạ. Rồi, sao mà chúng con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay, chúng con đến để cầu nguyện tạ ơn? Dạ, con nhờ một chị bạn ở gần bên, chị dắt con lên đến đây. Thì con chỉ đang ngồi dưới kia, thì chỉ nên dắt con lên đây để đưa chồng con lên đây nhờ tạ ơn Chúa và cha và cộng đoàn, thì đặt tay cầu nguyện cho chồng con hôm nay được khỏe. Này con lên đến đây cũng cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và các cộng đoàn. Đây con gửi tặng cho vợ chồng con nha. Đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác, trong này có CD kèm theo nha. Và đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là khung ảnh, và đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót cho hai vợ chồng chúng con. Không à, được, cô đứng giữa được. Đây rồi. Đấy, thưa anh chị em thấy có những gia đình đạo gốc và có những người đạo theo, mà nhờ cái người chồng vững đức tin kéo người vợ, và lại người vợ lại kéo người chồng đến đây để người chồng được chữa lành, và để cả hai vợ chồng lên đây làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, cho chữa lành cho hai vợ chồng chúng con.